Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 2, 2021, Ngọc Quỳnh cùng với Quang Nhật xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự hàng ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Vâng, và ngay sau đây là những bản tin nổi bật ngày hôm nay. Canada và Anh phong tỏa các tướng quân đội Myanmar sau chính biến. Thêm một trận bão khác kéo tới Texas. Tòa Bạch Ốc theo dõi sát sao tình hình ở Texas. Việt Nam sắp nhập lô vaccine AstraZeneca đầu tiên. Chương trình được bảo trợ bởi Royal Red Rashi, món quà từ tạo hóa, tinh túy từ thiên nhiên. 714-316-5999 và 888-414-5678. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị cùng với Ngọc Quỳnh đến với bản tin thời tiết và phần tin thế giới đầu tiên. Kính thưa quý vị, mở đầu với phần tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, tại Lido Sài Gòn, miền Nam California, nhiệt độ đo được là 70 độ F, 67 độ ở các khu vực bãi biển như là Huntington Beach, Newport Beach, cao nhất là 63 độ cho các vùng thung lũng, đồi núi Riverside, San Bernardino. Hiện tại thì nhiệt độ giảm xuống còn 58 độ. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp và có nắng nhẹ. Và ngay sau đây, Ngọc Quỳnh xin gửi đến quý vị bản tin thế giới đầu tiên. Kính thưa quý vị, Canada và Anh đã phong tỏa các tướng quân đội Myanmar sau chính biến. Ngoại trưởng Dominic Raab đã tuyên bố Anh đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với 3 tướng quân đội Myanmar vì đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng sau cuộc đảo chính. Ông nói rằng chúng tôi cùng với các đồng minh quốc tế sẽ yêu cầu quân đội Myanmar phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền của họ và theo đuổi cùng công lý cho những người dân Myanmar. Cụ thể thì chính phủ Anh sẽ ngay lập tức phong tỏa và tài sản và cấm đi lại đối với 3 tướng của quân đội Myanmar, bao gồm là Bộ trưởng Quốc phòng Mia Thunu, Bộ trưởng Nội vụ Suey Hut và Thứ trưởng Nội vụ Tan Hai Tin. Bên cạnh đó thì London sẽ áp dụng các biện pháp khác để nhằm ngăn chặn viện trợ của Anh gián tiếp hỗ trợ chính quyền quân sự. Ngay sau đó thì Bộ Ngoại giao Canada cũng tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận lên 9 quan chức quân đội Myanmar khác. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản là Toshimitsu Motegi cho biết ông đã đồng ý với những người đồng cấp Mỹ, Ấn Độ và Úc rằng nền dân chủ phải được nhanh chóng khôi phục ở Myanmar. Quân đội Myanmar lên cầm quyền từ ngày 1 tháng 2 đã bắt giữ các nhà lãnh đạo dân cử bao gồm bà Aung San Suu Kyi và ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm với cáo buộc là có gian lận trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 11/2020. Tiếp theo là tin Iran, Nga bắt đầu tập trận chung ở Ấn Độ Dương. Kính thưa quý vị, Iran và Nga hôm thứ Ba 16 tháng 2 đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung ở Ấn Độ Dương, bao gồm ngăn chặn một cuộc tấn công giả của cướp biển vào một tàu buôn. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Iran được biết gần đây đã tiến hành một số cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh cố gắng thúc đẩy Hoa Kỳ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các quan chức cho biết các cuộc tập trận cũng bao gồm các chiến thuật để giải phóng một tàu buôn bị cướp biển bắt giữ. Nga và Iran trước đó cũng đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân tương tự cùng với Trung Cộng ở Ấn Độ Dương vào tháng 12 năm 2019. Theo tư lệnh Hải quân Iran chuẩn đô đốc Hussein Khanzadi, Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người mới nhậm chức vào tháng trước, cho biết Washington sẽ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân mà người tiền nhiệm Donald Trump đã từ bỏ nếu Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận. Và Hungary đã trở thành nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 của Trung Cộng. Chiếc phi cơ chở vaccine Sinopharm COVID-19 của Trung Cộng đã đến Budapest, Hungary vào hôm thứ Ba 16 tháng 2, khi nước này trở thành quốc gia EU đầu tiên đã sử dụng vaccine của Trung Cộng. Các mũi tiêm theo dự kiến là sẽ được đưa ra sử dụng ngay sau khi các nhà chức trách kiểm tra lô hàng gồm nửa triệu liều, theo tin được đưa ra trong một cuộc họp báo trực tuyến của một quan chức y tế hàng đầu của Hungary. Chính phủ cánh hữu của Hungary vốn chỉ trích mạnh mẽ việc triển khai chậm chạp của EU là quốc gia đầu tiên trong số 27 quốc gia thành viên mua và ủy quyền các loại vaccine của Nga và Trung Cộng chưa được Brussels chấp thuận.
Thủ tướng Viktor Orbán đã phát biểu trước Quốc hội vào hôm thứ Hai 15 tháng 2 rằng Hungary sẽ sử dụng vaccine đã được chứng minh là an toàn, đồng thời cho biết thêm rằng người dân ở các nước láng giềng Serbia đã được tiêm của vaccine Trung Cộng. Quay sang bản tin khác là tin Scotland mở cửa cho học sinh quay trở lại trường học. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng thứ nhất Scotland Nicola Sturgeon cho biết vào thứ Ba 16 tháng 2, học sinh ở Scotland sẽ bắt đầu quay trở lại trường học từ thứ Hai 22 tháng 2. Nhưng động thái này không có nghĩa là các quy định hạn chế nhằm kiềm chế đại dịch COVID-19 sẽ không duy trì lâu hơn. Theo đó, bà Sturgeon thông báo rằng việc người dân quay trở lại sinh hoạt bình thường sẽ tiến hành theo từng giai đoạn. Và theo kế hoạch là một số nhóm tuổi như học sinh được phép quay trở lại vào tuần tới và những nhóm tuổi khác tiếp tục chờ đợi theo dõi diễn biến và dữ liệu về tỷ lệ lây nhiễm tổng thể. Và được biết thì tại Scotland, đại dịch COVID-19 đã khiến học sinh đã phải ở nhà từ trước tháng Giêng. Theo thống kê tới nay, Scotland đã báo cáo gần 200.000 ca nhiễm và hơn 6.000 ca tử vong. Phần tin thế giới, thưa quý vị, tòa án Nga đã bác đơn kháng cáo của nhà sử học vạch tội Stalin. Một tòa án Nga vào hôm 16 tháng 2 đã bác đơn kháng cáo của Yuri Dmitry, một nhà sử học đã vạch trần những tội ác vào thời Stalin, đồng thời ra lệnh giam ông trong tù để chấp hành bản án 13 năm. Dmitry, năm nay 65 tuổi, đã bị kết tội vào tháng 7 vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục con gái nuôi của mình, một cáo buộc mà ông phủ nhận. Luật sư của ông cho biết là họ sẽ đưa đơn kháng cáo bản án lên tòa án tối cao Nga. Những người ủng hộ ông nói rằng vụ kiện chống lại ông là có mục đích chính trị vì ông đã giúp cho phơi bày vụ đại khủng bố 1937 và 1938 của Stalin, trong đó có gần 700.000 người đã bị hành quyết theo ước tính chính thức của bảo thủ. Dmitry đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể sau khi Liên Xô tan rã chứa hàng ngàn thi thể của những người bị giam giữ trong mạng lưới trại giam Gulag của Stalin. Tiếp theo là tin Bangladesh kết án tử hình 5 chiến binh Hồi giáo vì giết chết nhà hoạt động Hoa Kỳ. Một tòa án ở Bangladesh đã ký án tử hình 5 thành viên của một nhóm chiến binh Hồi giáo vào thứ Ba 16 tháng 2 vì đã giết một blogger người Hoa Kỳ 6 năm trước. Theo hồ sơ vụ án, Avi Israel, một công dân Hoa Kỳ gốc Bangladesh, đã bị tấn công bằng dao rựa vào tháng 2 năm 2015 khi đang trên đường trở về nhà cùng với vợ từ một hội chợ sách ở Dhaka. Vợ và đồng nghiệp của anh là blogger Rivida Ahmed cũng bị tấn công và bị thương ở đầu và mất một ngón tay. Tòa án cũng bỏ tù một người đàn ông chung thân trong vụ tấn công. 6 người đàn ông bị kết án hôm thứ Ba thuộc nhóm chiến binh trong nước Ansar Ullah Bangar, được truyền cảm hứng bởi Al-Qaeda, mà cảnh sát cho rằng đứng sau vụ sát hại hơn một chục nhà hoạt động dân sự và blogger chuyên chỉ trích Hồi giáo cực đoan. Và quay sang một bản tin khác cho biết là Tổng thống Philippines đã nói Mỹ muốn biến quốc gia này thành tiền đồn quân sự. Theo báo của Philippines Daily Inquirer, Tổng thống Duterte đã cáo buộc Mỹ đang tồn trữ một số loại vũ khí trên lãnh thổ Philippines và đã lên kế hoạch biến nước này thành tiền đồn quân sự. Ông nói, các ông có biết rằng họ đang dần biến Subic thành căn cứ quân sự của người Hoa Kỳ. Chúng tôi biết được là những âm mưu này vì tiếp cận được các phân tích và báo cáo của lực lượng vũ trang Philippines. Theo báo chí Philippines, trên đây là những lập luận được ông Duterte đưa ra nhằm đáp trả làn sóng chỉ trích việc ông buộc Mỹ phải trả tiền nếu muốn duy trì thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA được ký vào năm 1998, cho phép hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ đóng trú quân luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và chiến dịch hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte vào hồi năm ngoái đã đơn phương tuyên bố hủy bỏ VFA sau khi Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một số đồng minh của ông. Dư luận lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo chỉ tìm cách tống tiền Hoa Kỳ khi đưa ra yêu cầu này. Trong buổi họp báo vào hôm 15 tháng 2 ở Manila, phát ngôn viên Tổng thống Philippines ông Harry Roque khẳng định là ông Duterte chỉ đặt lợi ích quốc gia là trên hết. Tiếp theo là tin Chile đặt mốc tiêm chủng cho 2 triệu người. Kính thưa quý vị, Chile đã đạt mốc 2 triệu người được tiêm chủng COVID-19 vào thứ Hai 15 tháng 2, đưa quốc gia Argentina nhỏ bé nhưng giàu có này lên vị trí dẫn đầu trong kế hoạch tiêm vaccine ở khu vực. Theo đó, Chile đã đạt cột mốc quan trọng này sau 2 tuần khởi động một chương trình đầy tham vọng là tiêm chủng cho khoảng 5 triệu người, hơn 1/4 dân số vào cuối tháng 3. Việc tiêm vaccine là tự nguyện và miễn phí.
Trước đó, Chile đã nhanh chóng ký kết các thỏa thuận mua vaccine với Pfizer có trụ sở tại Hoa Kỳ, với AstraZeneca của Anh và Thụy Điển, Johnson & Johnson có trụ sở tại Hoa Kỳ và Sinovac của Trung Cộng. Nước này cũng là nước đầu tiên ở Nam Mỹ bắt đầu tiêm chủng cho công dân của mình, với lô hàng vaccine Pfizer đầu tiên vào ngày 24 tháng 12. Bản tin cuối trong phần tin thế giới cho biết là hàng trăm ngàn người Myanmar tiếp tục biểu tình phản đối quân đội. Hàng trăm ngàn người đã tuần hành ở Myanmar vào hôm thứ Tư hôm qua yêu cầu bác bỏ tuyên bố của quân đội rằng công chúng ủng hộ việc lật đổ nhà lãnh đạo được bầu là bà Aung San Suu Kyi. Đoàn biểu tình cũng tuyên bố rằng họ sẽ không chịu khuất phục cho tới khi có thể chấm dứt chế độ quân sự. Những người phản đối cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2 đã tỏ ra nghi ngờ về những đảm bảo của quân đội được đưa ra tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba rằng sẽ có một cuộc bầu cử công bằng và quân đội sẽ trao lại quyền lực. Theo một video thu được bởi Reuters, những người biểu tình ở Yangon đã hô vang các khẩu ngữ như trả tự do cho Aung San Suu Kyi, trong khi những người khác thì viết những dòng chữ khổng lồ trên các con phố đông đúc. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của chúng tôi. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại phút sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.